Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay cả nước đã tiêm được gần 250 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, trên hệ thống mới ghi nhận hơn 233,7 triệu mũi tiêm. Tính đến ngày 5 tháng 8, sau khoảng 4 tháng tăng tốc triển khai cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 với nhiều cuộc họp bàn về các giải pháp, hiện còn khoảng hơn 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15,33 triệu người có thông tin căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân nhưng sai thông tin như họ tên, ngày sinh, thông tin khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, để đẩy nhanh tiến độ cấp hộ chiếu vaccine, ngày 12 tháng 8, Bộ này đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý, các cơ sở tiêm chủng khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên hệ thống. Đối với các mũi tiêm mới, yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc hướng dẫn quy định làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 tại công văn số 2662 ngày 4 tháng 5 năm 2022 và ký xác nhận hộ chiếu vaccine theo hướng dẫn tại công văn số 1908 ngày 15 tháng 4 năm 2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế, cụ thể là Cục Công nghệ Thông tin để được giải quyết kịp thời. Theo đánh giá của đại diện Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, mặc dù việc cấp hộ chiếu vaccine đã được triển khai từ tháng 4 năm 2022, thế nhưng tiến độ được đánh giá không như kỳ vọng ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu do dữ liệu sai lệch, chưa kịp thời cập nhật mũi tiêm lên hệ thống. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, để tra cứu thông tin hộ chiếu vaccine, người dân truy cập vào website Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, mục tra cứu và nhập các thông tin liên quan như tên tuổi, số điện thoại, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giới tính, kết quả tra cứu sẽ được trả về email. Trong trường hợp không có hộ chiếu vaccine, người dân cần tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử tại địa chỉ sau đây để kiểm tra thông tin tiêm chủng COVID-19. Nếu chưa có thông tin tiêm chủng hoặc thông tin tiêm chủng bị sai, chọn chức năng phản ánh thông tin bên phải màn hình hoặc cập nhật thông tin tiêm tại địa chỉ sau. Nếu thông tin tiêm chủng đúng mà chưa có hộ chiếu vaccine hoặc đã có hộ chiếu nhưng bị sai thông tin cá nhân, tiêm chủng, chọn chức năng phản ánh hộ chiếu vaccine.